cơ đâu vậy? Về nhà hả? Về nhà hả? Quên mất chưa có mua được cái quay đó. Các kiếm ở trong cái đống đấy xem có dùm em không, trong cái đống bao á, trong đống bao kìa, không quay tay em nó mất rồi, hay là trên lên trên lầu có thằng nào em hay nói. Phím rồi đấy là do nó thấp, còn thì rè chỉ 1-2 phím thôi thì là do phím nó bị lồi hoặc lõm quá, còn rè nguyên một dàn nó rè luôn là do cái con ngựa dưới thấp quá. Thì đang đây
lấy cái bài mà lượng trên này mà muốn thấp nó phải cưa nó xuống nha. Nhưng mà anh nhớ là cưa vừa tay thôi. Đặt được cho nó vừa phải cưa lỗ ở trên đây đó.
để anh cái cọng dây bột trong kia. Ở dưới có cái dòng dây bột lẻ đúng không? Dạ. Dây bột lẻ có không ta? Không có rồi. Nếu còn lẻ quá thì tôi lấy cái bịch ở những bịch dây á, lấy bịch dây gỡ ra.
mà đánh nhạc. Keo khác đó. Trong đó mà đấy. Này là nó ba đúng không? Ở đây dùng đến này. Cái này. À. Cái này là con em tập đi.
đây xách hai cái này lên trên, cái này với cái bệ kìa, xách không xách lên trên lầu. Mày nó rè cái gì? Có phim 4D1 này rồi gì? Có đúng một cái này rồi gì?
xe 20 thì chỗ này về.
bên đâu không em? Có hôm qua 6 người, còn hôm trước có 1 người. Tùy ngày. Dạ. Anh Tú là ai vậy? Anh Tú không ạ. Không có trợ giả. Không, Tú nói là cho trợ giả nghỉ hết. Hả? Tú nói là cho trợ giả nghỉ hết. Cho cái bút lông mà đó đi. Nhét nhỏ. Em đứng bật bình đèn, đứng bật nhạc. Em đọc đàn hả? Không, anh đang quay à? Ừ, chờ 20 phút nữa đi. Anh đứng bật nhạc, đợi 20 phút nữa rồi. 20 phút nữa xong.
Bây giờ rồi anh.